Rồi, chào các bác nhé. Em giới thiệu các bác dòng 5 kênh này. Dòng là LR Win K3412. Con này chạy 46 sò. 46 sò Toshiba. Nguồn siêu khủng 20 phân. 20 phân nha các bác nhé. Nguồn châu bò luôn, 20 phân. Các bác nhìn. Gần được 21 phân. Mạch đẹp, chạy mạch class AB. Chưa? Đấy, mạch đẹp xịn sò luôn. Rồi, tụ đây. Tụ này là 80V 12.000mi và bốn con tụ nữa nằm ở dưới này. Nó nằm mặt dưới nhé các bác nhá. Nằm mặt dưới này. Bốn con tụ nữa. Rồi, anh em có thể nhìn hơi tối nhỉ. Không nhìn thấy tụ. Nằm mặt dưới, chạy 46 sò, đánh cho các bác dùng thoải mái luôn. Một cặp 40, một cặp 40 nhé, côn 100, bao nhiêu, một súp 50, một đôi 25 nằm non lời, được chưa? Và một kênh nữa để thừa, anh em muốn cắm thêm cổng nào thì cắm, hoặc là cắm thêm hai súp cũng được, đánh cho bác đánh thoải mái luôn. Rồi em bật lên nhá. Hiện tại em đang để kênh 2 và kênh 5. Đây, kênh 2 đây. Đây là kênh 2 nhá. Đấy, kênh 2 và kênh 5. Đó, kênh này chưa dùng. Em bật to lên nó. Chuyển lên nhé. Đây, hiện tại em đang để ở kênh 2 kênh 5. Đây, em dịch chuyển xuống kênh 4. Kênh 4 này. Và kênh 1 này. À, kênh 4 và kênh 1 nhé. Đây, kênh 1 đây. Luôn là 6 triệu nhé, 6 triệu em bao ship cho bác, hiểu? 6 triệu em bao ship, mạch quá đẹp luôn. Anh em nào thì liên hệ số điện thoại 0398 192 198 nhé.